mặc dù giá heo hơi đang có xu hướng tăng tuy nhiên người chăn nuôi vẫn đang thận trọng trong việc tái đàn vì lo ngại dịch bệnh và chi phí đầu vào vẫn ở mức cao trong khi các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thận trọng trong việc tái đàn vì giá thành chăn nuôi khá cao do không chủ động được con giống và thức ăn chăn nuôi thì các doanh nghiệp chăn nuôi lớn lại lên kế hoạch tăng đàn nái trong đó một phần liên kết với nông dân Giá heo hơi biến động trái chiều 1.000 đồng kg vào đầu phiên ngày 10 tháng 8 năm 2024 tại thị trường miền Bắc. Sáng nay, khu vực miền Bắc chứng kiến giá heo hơi tăng 1.000 đồng kg tại hai tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Nội, hiện đạt chung mức 66.000 đồng kg, cao nhất khu vực. Các tỉnh thành còn lại tiếp tục giao dịch heo hơi với giá ổn định, trong khoảng 64.000 đến 65.000 đồng kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 64.000 đến 66.000 đồng kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 66.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 65.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 64.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 66.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 65.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 65.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 66.000 đồng mỗi kg. Thái Bình là 65.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 65.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 66.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 66.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 64.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 66.000 đồng kg. Tại thị trường miền Trung, Tây Nguyên, heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên không có điều chỉnh mới về giá. Trong đó, mức giá cao nhất khu vực là 64.000 đồng mỗi kg tiếp tục được ghi nhận tại khu vực Nam tỉnh gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Lâm Đồng, thương lái tại các tỉnh thành còn lại tiếp tục giao dịch theo hơi với giá không đổi, trong khoảng 61.000 đến 62.000 đồng kg. Hiện tại giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 61.000 đến 64.000 đồng kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 64.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 64.000 đồng mỗi kg. Hà Tĩnh là 64.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 64.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 61.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 62.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 62.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 62.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 61.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 61.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 64.000 đồng mỗi kg. Đắk Lắk là 61.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 62.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 62.000 đồng kg. Tại thị trường miền Nam, tại thị trường heo hơi miền Nam, giá thu mua lại giảm nhẹ 1.000 đồng kg tại Vũng Tàu và Long An, xuống chung mốc 63.000 đồng kg. Các địa phương khác không điều chỉnh mới về giá trong sáng nay. Hiện giá thu mua tại miền Nam dao động trong khoảng 61.000 đến 64.000 đồng kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 63.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 63.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 63.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 63.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 64.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 63.000 đồng mỗi kg, Long An là 63.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 62.000 đồng mỗi kg, An Giang là 63.000 đồng mỗi kg. Vĩnh Long là 61.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 63.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 63.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 64.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 64.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 63.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 62.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 63.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 62.000 đồng mỗi kg. Sóc Trăng là 63.000 đồng mỗi kg.